Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên, chương trình chủ nhật ngày 27 tháng 1 và bây giờ là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Năm 2019, huyện Tiên Lữ phấn đấu về đích nông thôn mới. Mô hình nuôi cá chép vàng mang lại hiệu quả kinh tế cao. Liên đoàn Lao động huyện Văn Lâm tổ chức chương trình Tết sum vầy. Tuổi trẻ Văn Giang có nhiều hoạt động hướng về Trường Sa thân yêu. Sông Trục, xã Dương Quang, huyện Mỹ Hào bị ô nhiễm nặng. Với mục tiêu phấn đấu năm 2019 có 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các xã trên địa bàn huyện Tiên Lữ đang dồn sức phấn đấu trở thành huyện nông thôn mới. Từ năm 2011 đến nay, các xã của huyện Tiên Lữ đã huy động nguồn lực trong dân cùng các nguồn đầu tư của tỉnh, huyện và các nhà tài trợ gần 1.000 tỷ đồng đầu tư xây dựng nông thôn mới. Đến hết năm 2018, toàn huyện đã có 8 trên 14 xã được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, hai xã An Viên và Thụy Lôi đã đạt 19 trên 19 tiêu chí. Hiện chỉ còn 4 xã chưa hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là Minh Phượng, xã Lệ Xá, xã Cương Chính và xã Đức Thắng. Năm 2019 này, ngoài nguồn vốn của tỉnh, huyện Tiên Lữ có kế hoạch đầu tư thêm 120 tỷ đồng để các xã hoàn thiện các tiêu chí còn thiếu, phấn đấu 100% xã đều đạt chuẩn nông thôn mới và các tiêu chí còn lại của huyện để hoàn thành mục tiêu trở thành huyện nông thôn mới. Nhận thấy hướng đi bền vững từ việc nuôi cá chép vàng tiễn ông Công ông Táo về trời, mỗi dịp 23 tháng Chạp, anh Ngô Đình Vinh ở thôn Duyệt Văn, xã Minh Tân, huyện Phù Cử đã mở rộng quy mô nuôi cá chép vàng cho hiệu quả kinh tế cao, trừ chi phí mỗi năm cho thu lãi trên 300 triệu đồng. Năm 2009, anh Vinh bắt đầu nuôi cá với quy mô nhỏ. Đến nay, gia đình anh đã có 4 ao với diện tích gần 4 mẫu mặt nước nuôi các giống cá chép vàng, cá chép đen. Theo anh Vinh cho biết, cá giống sau khi mua về nuôi thả từ 4 đến 6 tháng lại cho thu hoạch với trọng lượng khoảng 30 đến 35 con một kg. Ngày ông Công ông Táo năm nay, gia đình anh bán gần 7 tấn cá chép vàng ra thị trường trong và ngoài tỉnh với giá bán dao động từ 85 đến 90.000 đồng một kg. Bằng niềm đam mê và được sự chỉ bảo từ người cha, đến nay anh Đỗ Xuân Hiện ở xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu đã là chủ của một cơ sở chuyên sản xuất đồ đồng mỹ nghệ. Bên cạnh đó, anh cũng tạo việc làm cho hơn chục lao động có tay nghề tại địa phương, đem lại thu nhập ổn định. Sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn, nhưng bằng ý chí vươn lên, anh hiện là chủ của một cơ sở chuyên đánh bóng và sản xuất đồ mỹ nghệ tại địa phương. Nhận thấy lợi thế và nhu cầu thị yếu của thị trường, anh hiện đã đầu tư các trang thiết bị với số vốn hơn 1 tỷ đồng để sản xuất. Cửa hàng của anh mỗi năm thu lãi từ 300 đến 400 triệu đồng. Hiện sản phẩm làm ra đang bán cho các đại lý ở Hải Phòng, Hải Dương, Quảng Ninh với giá bán từ 3 đến 30 triệu đồng một bộ tùy từng loại. Vào thời điểm Tết Nguyên đán đang đến gần, nhiều khách hàng đã tìm đến cửa hàng anh và đặt mua với số lượng nhiều. Ngoài ra, anh còn tạo việc làm cho hơn chục lao động có tay nghề tại địa phương với mức lương từ 5 đến 6 triệu đồng một tháng. Đáp ứng nhu cầu của thị trường, sử dụng lá dong để gói bánh, nhất là gói bánh chưng vào dịp Tết Nguyên đán. Những năm gần đây, nhiều hộ dân trên địa bàn xã Quảng Châu, thành phố Hưng Yên đã tăng diện tích trồng cây lá dong cho hiệu quả cao hơn nhiều so với trồng một số cây rau màu khác. Toàn xã có 10 mẫu trồng cây lá dong, chủ yếu được trồng xen canh với các cây trồng khác. Các hộ cho biết lá dong dễ trồng, dễ chăm sóc, không tốn nhiều công lao động, chi phí thấp. Do phù hợp với đồng đất, lá dong được trồng tại địa phương, cho lá dày, to, mềm nên được thị trường các nơi như huyện Văn Giang, Thanh Hóa, Bắc Ninh về tận nơi thu mua. Trung bình một năm được thu hoạch 4 lứa, trong đó thu 3 lứa lá nhỏ và 1 lứa lá to. Thời điểm này, bà con nông dân đang tập trung thu hoạch để phục vụ thị trường Tết Nguyên đán. Trừ chi phí một sào một năm cho thu lãi 5 triệu đồng, cao hơn nhiều so với trồng một số cây rau màu khác. Thưa quý vị và các bạn, Tết năm nay, nhu cầu của người dân tăng cao nhưng nguồn cung ứng cho thị trường đặc sản gà Đông Tảo của huyện Khoái Châu vẫn dồi dào. Theo các hộ chăn nuôi thì năm nay sản lượng gà biếu, gà thương phẩm xuất ra thị trường không khan hiếm do hợp tác xã gà Đông Tảo đã liên kết trong chăn nuôi và tiêu thụ sản phẩm cho xã viên. Theo anh Lê Anh Tuấn, xóm Đông Kết, thôn Đông Tảo Nam, xã Đông Tảo cho biết, hiện trại gà của gia đình anh có 400 con, trong đó có 100 con gà trống đẹp, có trọng lượng từ 3,5 đến 5 kg, giá từ 1,5 đến 2,5 triệu đồng một con để làm quà biếu Tết.
Năm nay, người chăn nuôi đã tham gia liên kết với hợp tác xã cả Đông Tảo nên giá mặt hàng này không còn cao như mấy năm trước. Về cái lượng gà thịt của Đông Tảo cũng như là gà được làm quà biếu thì là hợp tác xã đã chuẩn bị là tương đối kỹ càng cả về mặt chất lượng lẫn hình thức để phục vụ cho dịp Tết Nguyên Đán. Theo cái xu thế thị trường chung là giá năm nay là nó có thấp hơn mấy năm trước, cho nên là năm nay là về cái con gà là nhân dân bà con là có thể dễ tiếp cận với con gà Đông Tảo hơn. Hiện một số hộ chăn nuôi giống gà Đông Tảo đang liên kết trong quá trình sản xuất kinh doanh, hỗ trợ nhau sản xuất kinh doanh đang có hướng đi hiệu quả. Trong mô hình liên kết này, hợp tác xã sẽ đảm nhận cung cấp gồm cả đầu vào, đầu ra sản phẩm cho các hộ xã viên như vật tư, phân bón, thức ăn chăn nuôi, đồng thời làm cầu nối tiêu thụ sản phẩm. Sau khi một thời gian làm công tác chuẩn bị thì cũng đã được sự đông đảo là được liên kết được 16 hộ gia đình. Có thể nói là những hộ gia đình này đều là những hộ gia đình mà có kinh nghiệm lâu năm trong cái quá trình duy trì cái bảo tồn giống gà quý của địa phương. Tất cả các hộ gia đình trong thành viên trong hợp tác xã đều là có cái tâm huyết, có cái nhiệt huyết trong quá trình là muốn là liên kết cùng nhau để tạo ra một cái sản phẩm gà Đông Tảo nó có tính bền vững cao hơn. Các thành viên trong hợp tác xã đều phải cam kết là chăn nuôi theo một cái quy trình, hơn nữa là được sự giúp đỡ tư vấn của Học viện Nông nghiệp 1 Việt Nam cũng như là Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam là tư vấn cho chúng tôi là chăn nuôi theo một cái quy trình rất là mới kết hợp với kinh nghiệm của bà con, thì đương nhiên là sẽ tạo ra một cái dòng gà Đông Tảo nó có tỷ lệ thuần cao hơn và đồng đều hơn. Mô hình liên kết này cũng đã mở ra hướng chăn nuôi mới, giúp người dân giảm rủi ro, giải quyết được vấn đề ô nhiễm môi trường và giải quyết được bài toán đầu ra cho sản phẩm. Theo nhận định, thì lượng gà Đông Tảo để phục vụ dịp Tết Nguyên đán năm nay tăng 20% so với năm ngoái. Tổng lượng gà thịt và gà biếu để phục vụ Tết Nguyên đán tại xã Đông Tảo khoảng 30.000 con. Trong đó, riêng hợp tác xã chăn nuôi gà Đông Tảo có từ 10 đến 12.000 con đã ký hợp đồng với một số siêu thị, doanh thu đạt trên 100 tỷ đồng. Hiện nhiều hộ dân ở xã Đông Tảo, huyện Khoái Châu đã đổi mới tư duy, chú trọng phát triển chăn nuôi tập trung, liên kết sản xuất. Nhiều gia đình đã giảm được những rủi ro trong chăn nuôi và đem lại hiệu quả kinh tế cao. Thưa quý vị và các bạn, nhằm tăng cường công tác cải cách thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành chỉ thị số 01/2019 yêu cầu các cấp các ngành phải tích cực triển khai nhiệm vụ trọng tâm cho công tác cải cách hành chính ngay từ đầu năm. Theo đó, việc liên thông các thủ tục hành chính trên sẽ được thực hiện với các trường hợp cụ thể, gồm thủ tục đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, được thực hiện trong trường hợp cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục đăng ký khai tử và đăng ký thường trú trên cùng một địa bàn cấp xã hoặc cấp huyện. Thủ tục đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất được thực hiện trong trường hợp cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục đăng ký khai tử và đăng ký thường trú trên cùng một địa bàn cấp xã hoặc cấp huyện và cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục hưởng chế độ tử tuất trên cùng địa bàn cấp tỉnh với cơ quan giải quyết đăng ký khai tử. Thủ tục đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hỗ trợ mai táng phí được thực hiện trong trường hợp cơ quan đăng ký khai tử và đăng ký thường trú trên cùng địa bàn cấp xã hoặc cấp huyện và thuộc thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ hoặc xác nhận bản khai thủ tục hỗ trợ chi phí mai táng, hưởng mai táng phí tại cùng một địa bàn cấp xã có thẩm quyền giải quyết thủ tục đăng ký khai tử. Cá nhân yêu cầu giải quyết các thủ tục hành chính trên có quyền lựa chọn áp dụng hoặc không áp dụng thực hiện liên thông các thủ tục hành chính này. Nếu có nhu cầu, người dân đăng ký với bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hoặc công chức tư pháp, hộ tịch hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích. Ủy ban Nhân dân cấp xã là đầu mối tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết các thủ tục hành chính liên thông. Ủy ban Nhân dân và công an các cấp, các ngành, lao động thương binh và xã hội, bảo hiểm xã hội chịu trách nhiệm giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền và phối hợp giải quyết những vướng mắc phát sinh. Kể từ tháng 12 năm 2018, chi nhánh Lưới điện Cao Thế Hưng Yên là đơn vị trực thuộc Công ty Lưới điện Cao Thế miền Bắc được sáp nhập vào Công ty Điện lực Hưng Yên. Kể từ tháng 12 năm 2018, chi nhánh Lưới điện Cao Thế Hưng Yên là đơn vị trực thuộc Công ty Lưới điện Cao Thế miền Bắc được sáp nhập vào Công ty Điện lực Hưng Yên, thực hiện quyết định số 3567 QĐ-EVN-NPC của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc. Công ty Điện lực Hưng Yên đã tiếp nhận chi nhánh Lưới điện Cao Thế Hưng Yên vào bộ máy của đơn vị kể từ ngày 1 tháng 12.
đơn vị được sắp xếp là đội quản lý vận hành lưới điện cao thế tỉnh Hưng Yên. Theo đó, công ty điện lực Hưng Yên có 23 đơn vị trực thuộc, trong đó có 9 điện lực, 12 phòng ban và 2 đội sản xuất vận hành và sửa chữa lưới điện. Được biết, việc sáp nhập này được diễn ra ở 27 điện lực các tỉnh miền Bắc, giúp giảm bớt đầu mối chỉ đạo điều hành trong phối hợp và khai thác lưới điện theo lộ trình tinh giản bộ máy, nâng cao hiệu quả công việc. Chương trình thời sự xin được chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp Tết Nguyên đán, cựu chiến binh Nguyễn Ngọc Quang, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân cựu chiến binh tỉnh, đã đi thăm, tặng quà và chúc Tết các cụ cao tuổi, người có công, gia đình chính sách trên địa bàn huyện Tiên Lữ và thành phố Hưng Yên. Đoàn đã đến thăm chúc Tết và trao tặng 50 suất quà, mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng cho các cụ cao tuổi, người có công, gia đình chính sách, cựu chiến binh khó khăn tại phường Hiến Nam, xã Hồng Nam, thành phố Hưng Yên và xã Thụy Lôi, huyện Tiên Lữ. Đây là hoạt động thường niên hàng năm của cựu chiến binh Nguyễn Ngọc Quang nhằm tri ân chúc Tết đến các gia đình, góp phần giúp các gia đình vui xuân đón Tết. Liên đoàn Lao động huyện Văn Lâm vừa tổ chức chương trình Tết Sum Vầy 2019. Chương trình Tết Sum Vầy năm 2019 là một hoạt động có nghĩa xã hội sâu sắc nhằm tạo sự đoàn kết sẻ chia với người lao động, động viên công nhân lao động đón Tết cổ truyền dân tộc Xuân Kỷ Hợi, tặng quà Tết cho 60 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn và hơn 150 suất quà cho cán bộ công đoàn trong toàn huyện. Mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng. Món quà tuy không lớn nhưng thể hiện sự quan tâm chăm lo của các cấp các ngành của tổ chức công đoàn tới người lao động khi Tết đến xuân về. Nhân dịp Tết Kỷ Hợi 2019, công ty cổ phần Tiên Hưng có trụ sở tại thị trấn Vương, huyện Tiên Lữ đã dành gần 160 triệu đồng để tặng quà cho các đối tượng chính sách, gia đình khó khăn, người già không nơi nương tựa tại huyện Tiên Lữ, Phù Cử, Ân Thi và thành phố Hưng Yên. Công ty tặng 2 suất quà, mỗi suất 2 triệu đồng cho hai mẹ Việt Nam anh hùng là mẹ Nguyễn Thị Gừng và Phạm Thị Đầm ở xã Ngô Quyền và xã Dị Chế, huyện Tiên Lữ. Đây là các mẹ Việt Nam anh hùng mà công ty nhận phụng dưỡng suốt đời, tặng quà trị giá 7 triệu đồng cho trường phục hồi chức năng huyện Tiên Lữ. Để tri ân những địa phương có người lao động đang làm việc tại công ty Tiên Hưng tặng 365 suất quà, mỗi suất trị giá 400.000 đồng cho gia đình chính sách, các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Tiên Lữ, Ân Thi, Phù Cử và thành phố Hưng Yên. Nhiều địa phương tại huyện Ân Thi đã dựng biển cờ đèn trang trí tại các trụ sở làm việc trên các tuyến đường chào xuân mới Kỷ Hợi. Trên mọi tuyến đường, không khí chào xuân đã rất nhộn nhịp, rực rỡ với đèn hoa trang trí nhiều màu sắc. Tại nhiều khu dân cư, các gia đình tự nguyện góp kinh phí để treo đèn lồng và cờ đuôi nhau kéo trên các tuyến đường như các xã Hạ Lễ, Đặng Lễ, Cẩm Ninh, thị trấn Ân Thi. Nhiều trụ sở làm việc từ thôn, xã đến huyện với những khẩu hiệu chúc mừng năm mới, mừng Đảng, mừng xuân. Thưa quý vị và các bạn, thấu hiểu và chia sẻ những khó khăn, hy sinh vất vả của những chiến sĩ nơi đảo xa, thời gian qua, tuổi trẻ huyện đoàn Văn Giang đã có nhiều hoạt động thiết thực và vô cùng ý nghĩa hướng về Trường Sa và đã nhận được sự ủng hộ của 100% đoàn viên thanh niên trong huyện. Hưởng ứng chương trình phát động của Trung ương Đoàn và Bộ Tư lệnh Hải quân, huyện đoàn Văn Giang đã phối hợp với Bảo tàng Tuổi trẻ Việt Nam, Câu lạc bộ Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương tổ chức triển lãm ảnh Sức sống Trường Sa tại Eco Park, huyện Văn Giang. Với 150 bức ảnh sống động thể hiện rõ nét về sức sống Trường Sa, chủ quyền biển đảo và sắc màu tình nguyện, triển lãm đã thu hút hàng trăm người xem trong và ngoài tỉnh, cùng đông đảo các em học sinh tham gia. Thông qua những bức ảnh, thấu hiểu những khó khăn, vất vả và sự hy sinh những năm tháng thanh xuân nơi đảo xa, Tuổi trẻ huyện đoàn Văn Giang đã tiếp tục kết hợp với Câu lạc bộ Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương tặng những cây quất, cây hoa giấy đầy ý nghĩa phục vụ cho những ngày đón Tết Kỷ Hợi 2019 trên đảo xa. Chúng tôi đã chọn cây quất Văn Giang là cái hình ảnh đại diện của huyện Văn Giang để gửi gắm những cái tình cảm đến Trường Sa để tặng cũng như là gửi gắm những cái không khí Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam đến các chiến sĩ cũng như là người dân trên đảo Trường Sa. Mong rằng với những cái tình cảm mà chia sẻ của chúng tôi sẽ làm cho các chiến sĩ đảo Trường Sa cũng như là nhân dân Trường Sa được vui hơn, được ấm áp hơn. Đây là năm thứ hai, huyện đoàn Văn Giang phối hợp với Câu lạc bộ Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương hưởng ứng chương trình Xuân biên giới Tết Hải đảo 2019, dành tặng những món quà ý nghĩa cho các cán bộ chiến sĩ ở Trường Sa. Huyện đoàn Văn Giang đã vận động đoàn viên thanh niên và các mạnh thường quân đóng góp 114 cây quất cảnh, 100 cây hoa giấy, 230 lá cờ Tổ quốc để tặng cho 33 điểm đảo ở Trường Sa. Đặc biệt,
hàng trăm bức thư tay và tranh vẽ của các em học sinh trên địa bàn huyện Văn Giang cũng đã được gửi đến cán bộ, chiến sĩ đang công tác nơi đảo xa. Cái chương trình này với những quà tặng thiết thực, ý nghĩa như thế đối với cán bộ, chiến sĩ, những người đang công tác ở đảo xa, nơi tuyến đầu Tổ quốc thì lại càng có ý nghĩa hơn. Chúng tôi là những người cảm nhận rõ nhất cái tình cảm, cái sự quan tâm đối với cán bộ chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ ở nơi khó khăn. Thông qua đó là chúng tôi củng cố quyết tâm, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Những tình cảm chân thành cùng những hoạt động thiết thực và những món quà đầy ý nghĩa của tuổi trẻ huyện đoàn Văn Giang không chỉ là nguồn động viên cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên quần đảo Trường Sa đón Tết Kỷ Hợi vui tươi, đầm ấm, chắc tay súng, giữ vững chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, mà còn tạo sự lan tỏa những hành động đẹp tới đoàn viên thanh niên trong và ngoài huyện. Chương trình thời sự xin được chuyển sang các thông tin về tài nguyên và môi trường. Năm 2012, theo kết luận của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh, Công ty Cổ phần Sản xuất và Xuất nhập khẩu QT, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất vật liệu Long An đều đóng trên địa bàn xã Toàn Thắng, huyện Kim Động, có sai phạm về việc sử dụng đất. Tuy nhiên, đã sau 6 năm, nhưng đến nay, hai công ty vẫn chưa hoàn trả lại diện tích đất sai phạm. Được biết, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất vật liệu Long An được cấp giấy chứng nhận sử dụng đất với tổng diện tích trên 27.000 m². Năm 2012, đoàn kiểm tra đo đạc và phát hiện diện tích đất đang sử dụng thực tế tăng trên 1.200 m² đất. Diện tích tăng là do lấn đất đường giao thông, hành lang sông Kim Ngưu và mua lại đất của một số hộ dân. Công ty Cổ phần Sản xuất và Xuất nhập khẩu QT được Ủy ban Nhân dân tỉnh ra quyết định số 842 về việc cho công ty QT thuê trên 20.000 m² đất. Trong quá trình kiểm tra năm 2012, phát hiện diện tích đo thực tế tăng lên trên 2.000 m² đất. Trong đó xác định diện tích lấn là phần diện tích nuôi trồng thủy sản và sông Kim Ngưu. Với sai phạm trên, mặc dù đã có kết luận nhưng đến nay hai công ty vẫn chưa thực hiện khắc phục sai phạm. Thiết nghĩ, trước thực trạng như vậy, rất cần sự vào cuộc quyết liệt của các cấp chính quyền liên quan để hai công ty sớm trả lại hiện trạng mặt bằng phần đất đã lấn chiếm hành lang thủy lợi. Thời gian qua, tại một số khu dân cư ở huyện Văn Lâm vẫn xảy ra tình trạng đổ rác thải sinh hoạt ra đường và đốt rác bừa bãi gây ô nhiễm môi trường. Đây là hình ảnh bãi rác tự phát nằm trên đường DH18 đoạn tiếp giáp giữa xã Đình Dù với thị trấn Nhu Quỳnh. Bãi rác này tồn tại đã lâu, vừa gây ô nhiễm môi trường sống, vừa mất mỹ quan đường phố. Điều đáng nói, bãi rác lại nằm ngay sát trung tâm hành chính của huyện Văn Lâm, nên mỗi khi việc xử lý rác bằng cách đốt thủ công tại chỗ đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của cán bộ công nhân viên chức hiện đang làm việc tại trụ sở lân cận. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng trên xuất phát từ sự thiếu ý thức của một bộ phận nhân dân. Mặt khác, việc tổ chức thu gom và xử lý rác thải chưa thực sự được quan tâm. Trước tình trạng trên, đề nghị cấp chính quyền cơ sở cần nhắc nhở tuyên truyền nhân dân không tự tiện vứt đổ rác ra ven đường và đốt rác bừa bãi để đảm bảo cảnh quan môi trường. Mấy ngày gần đây, tại sông Trục xã Dương Quang huyện Mỹ Hào xảy ra tình trạng nước sông chuyển nước màu đen và bốc mùi hóa chất tẩy rửa. Việc xả thải này có nguy cơ gây ô nhiễm khi đang chuẩn bị đổ ải vụ lúa xuân 2019. Sông Trục nằm song song với đường vào Ủy ban Nhân dân xã Dương Quang đã bị ô nhiễm nước biến thành màu đen kéo dài khoảng 500 mét, đồng thời bốc mùi của chất tẩy rửa. Được biết, tại khu vực này, có một vài nhà máy mới đi vào hoạt động. Việc xả thải gây ô nhiễm môi trường nước diễn ra lần đầu, nên các cơ quan quản lý nhà nước cần sớm có các biện pháp kiểm soát và xử lý vi phạm nhằm bảo vệ sức khỏe và sản xuất của người dân trên địa bàn. Hiện nay, dòng sông Lê Như Hồ, đoạn qua địa phận xã Thủ Sĩ huyện Tiên Lữ đang bị ô nhiễm nặng nề do chất thải sinh hoạt và chăn nuôi chưa qua xử lý, xả trực tiếp ra sông. Trước đây, sông Lê Như Hồ là nguồn nước chính phục vụ tưới tiêu, cân bằng sinh thái cho xã Thủ Sĩ và một số xã lân cận. Tuy nhiên, thời gian gần đây, nước sông trở nên ô nhiễm nghiêm trọng, chuyển thành màu đen bốc mùi hôi thối. Rác thải sinh hoạt chăn nuôi cùng rác thải công nghiệp của các doanh nghiệp đóng trên địa bàn chưa qua xử lý xả trực tiếp ra sông, khiến cho tình trạng ô nhiễm càng trở nên nghiêm trọng. Tại đầu nguồn, rác thải ứ động lại gây ách tắc dòng chảy, mất mỹ quan,
phát sinh ruồi bọ ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của các hộ dân xung quanh. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình thời sự ngày mai của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên, ngoài các tin tức thời sự diễn ra trong ngày, chương trình sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Phụ cử chuẩn bị sản xuất vụ xuân 2019. Huyện Văn Giang bán được trên 80% diện tích cam, bưởi, quất cảnh. Cựu chiến binh Phạm Hữu Lập, một tấm gương học tập và làm theo lời Bác. Kính mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi.